Thưa quý vị, mối quan hệ hợp tác gắn bó bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia đã được rất nhiều thế hệ dày công xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Cho tới nay, dù thời thế có thay đổi, nhưng những hy sinh của Việt Nam khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách cai trị tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ trong những năm 70 của thế kỷ trước vẫn luôn là điều được nhân dân Campuchia và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đây là những gì cho thấy sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ đối với chính đồng bào của mình. Từ 1,7 đến 2,2 triệu người, tương đương 1/4 dân số Campuchia đã chết. Trong 4 năm, người dân Campuchia phải sống dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng tàn sát cả người Chăm và người thiểu số Việt Nam. Khmer Đỏ buộc chúng tôi rời khỏi thành phố, nếu không sẽ bắt và giết chúng tôi. Ở trại lao động, nếu như chúng tôi không làm việc, chúng sẽ bắt chúng tôi. Nếu chúng tôi ốm, chúng nói chúng tôi có vấn đề về tư tưởng. Cha tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng chúng vẫn buộc tội và giết ông ấy. Khi chúng nói chúng tôi là kẻ thù, thì chúng tôi không bao giờ thoát được. Vào thời điểm đó, Khmer Đỏ không những tàn sát người dân trong nước, mà còn có hành động khiêu khích ở vùng biên giới với Việt Nam. Đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, Việt Nam đã không chỉ đánh tan bọn xâm lược mà còn đưa quân giúp nhân dân Campuchia lật đổ ách thống trị tàn bạo của Khmer Đỏ vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Hành động của Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính đáng, trách nhiệm quốc tế cũng như lương tâm của một dân tộc từng chịu nhiều áp bức và ngoại xâm. Hơn 30 năm sau, những hành động của Việt Nam đã được ghi nhận. Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã xác định những kẻ cầm đầu chế độ Khmer Đỏ đã phạm tội ác chống lại loài người và bị xử tù chung thân. Phán quyết này như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Việt Nam đã giúp người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn ác. Tòa án ra phán quyết Nguyen Chia phạm phải tội ác chống lại loài người và Khieu Samphan phạm phải tội ác chống lại loài người. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2013, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định lại sự giúp đỡ chân thành và vô tư của quân tình nguyện Việt Nam với Campuchia. Nếu hồi đó không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu. Tôi tính toán hồi đó là nếu dựa vào lực lượng của Campuchia thì ít nhất cũng phải dùng cái 5 năm, nếu mà 5 năm thì dân Campuchia chết hết rồi. Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh để đưa đất nước của ông thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot và hồi sinh, Việt Nam đã phải trả giá rất cao. Việt Nam vừa hy sinh tính mạng của dân Việt Nam, quân đội Việt Nam, vừa hy sinh tài sản của Việt Nam, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao. Việt Nam thậm chí còn bị cấm vận từ bên ngoài do sự hiểu lầm của thế giới. Và phải mất hơn 30 năm sau, thế giới mới công nhận những hy sinh đó. Ước tính đã có khoảng 55.000 quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Campuchia để lật đổ chế độ Pol Pot và đem lại bình yên cho người dân Campuchia. Đã 36 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia và 26 năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ký ức về những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn luôn in sâu trong tâm trí những người lính Việt Nam. Trong ngày trở lại chiến trường xưa, những kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội, tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia vẫn luôn là ký ức đẹp khó phai. Đối với những người lính, những xung đột gần đây, biên giới Việt Nam, Campuchia không phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trong lễ xuất phát chuyến đi tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh phía Nam và nước bạn Campuchia diễn ra tại Hà Nội, rất nhiều cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam có dịp gặp lại. Những năm tháng kể vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh chính nghĩa, đánh đổ chế độ diệt chủng, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nhân dân Campuchia không thể quên trong tâm trí mỗi người. Chế độ Pol Pot lúc đấy nó thực ra nó rất là ác liệt. Đấy. Tức là chủ yếu là giết dân. Đấy, chặt đầu bằng treo cổ. Đấy. Thế cho nên là vì những cái tội ác như thế cho nên là bắt buộc là quân đội Việt Nam phải tình nguyện để sang để giúp đất bạn.
từ năm 1979 đến năm 1989, hàng trăm ngàn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp cách mạng Campuchia. Cũng trong 10 năm ấy, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở nước bạn. Với sứ mệnh nhân đạo vô tư, cao cả là giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, góp phần mang lại sự hồi sinh kỳ diệu trên đất nước Chùa Tháp, sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã được lịch sử ghi nhận. Quân đội ta giúp Campuchia tính là tự giúp mình bởi vì nó gây nhiều tội ác quá, chết chóc đau thương từ dọc biên giới của ta. Thế rồi khi tôi bước sang đúng ngày mùng 2 Tết năm 1979 ấy, tôi đi sang cái cầu Hà Tiên ấy, bước sang khỏi cầu cái là bộ đội ta chở thương binh mà bệnh và liệt sĩ xe lá nốt đưa về và chúng tôi chảy nước mắt ra. Hiện nay trong thời kỳ xây dựng bảo vệ đất nước giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia đang có một cái mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững lâu dài. Tuy nhiên có một số việc rất nhỏ có thể nói là không đáng kể trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Giải đoàn chúng tôi cho rằng có thể khắc phục được. Để có sự phát triển ngày hôm nay của đất nước Campuchia là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác trong sáng ấy không một thế lực nào có thể xóa mờ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng Sa Campuchia, Đại tướng Len Samon, đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam cũng khẳng định, nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ rằng ngày 7 tháng 1 là ngày sinh thứ hai của mình. Nếu không có chiến thắng này, không thể có những gì như ngày hôm nay và tương lai đầy hy vọng.